tại vị trí tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố đáng sống, bên bờ sông Hàn thơ mộng, Đại học Duy Tân là địa điểm lý tưởng cho đông đảo bạn trẻ lựa chọn theo học và trải nghiệm nhịp sống năng động, hiện đại, cùng cơ hội giải trí và việc làm thêm hấp dẫn. Luôn mong muốn mang lại cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất và cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân, Đại học Duy Tân đã chú trọng đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo, phòng thí nghiệm, phòng thực hành được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Các thư viện lớn với nhiều tài liệu, tạp chí phong phú cùng hàng loạt đầu sách ngoại văn nổi tiếng, các sân bóng đá, sân thể thao đa chức năng là nơi để sinh viên Duy Tân học tập, kết nối bạn bè và hòa mình vào các hoạt động thể thao sôi động. Sau gần 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân có gần 94.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội với hơn 55.000 thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân. Cho đến nay, Đại học Duy Tân có hơn 1.200 giảng viên, trong đó 20,28% tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, 75% thạc sĩ. Tổng số sinh viên hiện tại hơn 20.000. Hầu hết giảng viên của Đại học Duy Tân đều tốt nghiệp từ các trường đại học, học viện uy tín trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều giảng viên trẻ tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Canada, Hàn Quốc, Vương quốc Bỉ. Chính nhờ nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng cùng sự nhạy bén khi lựa chọn môi trường phù hợp nên 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Hệ thống đào tạo và bằng cấp của Đại học Duy Tân khá đa dạng, phù hợp với xu hướng của thị trường lao động nên thu hút nhiều sinh viên theo học với các trình độ tiến sĩ 3 ngành, thạc sĩ 8 ngành, đại học 26 ngành, các chương trình đào tạo, 40 chương trình trong nước, 13 chương trình tiên tiến và quốc tế, 7 chương trình tài năng, 3 chương trình du học tại chỗ, 6 chương trình liên kết du học. Chú trọng đặt quan hệ hợp tác với trên 50 trường đại học uy tín nổi tiếng khắp thế giới, Đại học Duy Tân đã mang đến cho sinh viên nhiều chương trình tiên tiến, du học nước ngoài và du học tại chỗ chất lượng. Duy Tân, nơi quy tụ các chương trình tiên tiến và quốc tế. Chương trình CMU hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, một trong 4 đại học hàng đầu về công nghệ thông tin ở Mỹ. Chương trình BSU hợp tác với Đại học Penn State, một trong 50 trường đào tạo kinh tế quản trị kinh doanh hàng đầu của Mỹ. Chương trình CSU hợp tác với Đại học bang California ở Fullerton, Cannoli, San Luis Obispo, CSU Kent State, một trong 5 trường đại học hàng đầu Mỹ về đào tạo ngành kiến trúc xây dựng. Chương trình BNU hợp tác với Đại học Purdue, một trong 10 hệ thống đại học hàng đầu ở Mỹ về các ngành kỹ thuật và công nghệ, triển khai chương trình điện, điện tử và cơ điện tử. Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ của Đại học Troy, Đại học Tuca tại Đại học Duy Tân với các chuyên ngành quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn. Chương trình liên kết du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học Purdue, một trong 6 trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Mỹ, hoặc Đại học Appalachian State, hoặc Đại học Medi, hoặc Đại học Cape Breton, Canada. Du học qua chương trình 1+1+2 với cao đẳng cộng đồng Lorain, Ohio hoặc Green River. Du học qua chương trình 3+1 lấy bằng Anh Quốc với Đại học Coventry, một trong 10 trường đại học có cơ sở và chất lượng giảng dạy tốt nhất ở Anh. Bên cạnh đó, Đại học Duy Tân cũng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học trên thế giới nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những năm qua, nhà trường không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với hơn 300 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp. Đây là những đối tác luôn đồng hành với nhà trường trong nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Gần 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân nhiều lần nhận được các bằng khen, huân chương mà thành phố và nhà nước trao tặng. Giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân nhiều lần được xướng tên ở các giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín. Thời gian tới, Duy Tân sẽ tiếp tục kiểm định ngành theo các chuẩn quốc gia và quốc tế. Đồng thời, mục tiêu đến năm 2022, trường phấn đấu nằm trong top 300 trường đại học của châu Á, theo xếp hạng của Time Higher Education. Nhiều thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong những năm qua đã chọn Đại học Duy Tân là nơi học tập, theo đuổi ước mơ nghề nghiệp và nhận các học bổng toàn phần, bán phần giá trị. Năm 2019, trường Đại học Duy Tân có các phương án tuyển sinh sau. 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Xét tuyển theo học bạ Trung học Phổ thông.
3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Những thí sinh muốn xét tuyển học bạ có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường hoặc đăng ký trực tuyến qua website tuyển sinh.duytân.edu.vn. Nhằm giúp cho thí sinh tự tin hơn trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Trường Đại học Duy Tân lập website luyenthi.duytan.edu.vn. Tại đây, các bạn có thể tự luyện thi và đăng ký tham gia thi thử với nhiều đề thi sát với thực tế. Mùa tuyển sinh 2019, Đại học Duy Tân dành 50 suất học bổng toàn phần bán phần, có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng cho chương trình du học tại chỗ lấy bằng của các đại học Mỹ đối với những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hoặc những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên. 215 suất học bổng tài năng, toàn phần, bán phần, có tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào ngành tài năng, có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên. 39 suất học bổng toàn phần, 100% học phí toàn khóa học, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình tiên tiến và quốc tế CMU, BSU, CSU, BNU, có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên. 700 suất học bổng với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho phương thức xét tuyển bằng học bạ Trung học phổ thông được cấp cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 của cả năm đạt từ 22 điểm trở lên. 720 suất học bổng Duy Tân với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có tổng điểm 3 môn cao hơn hoặc bằng 3 điểm so với điểm trúng tuyển, cùng nhiều học bổng giá trị của các công ty đại học Mỹ. Liên hệ Trung tâm tuyển sinh Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng,